Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay là một số nội dung chính. Thành phố Bảo Lộc tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 5 năm 2019. Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhanh tưng bừng ngày lễ phát động tháng công nhân 2019 và ngày hội công nhân viên chức 2019. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã tổ chức lễ chào cờ tháng 5 năm 2019 để báo cáo tình hình kinh tế xã hội trong tháng 4 và triển khai các nhiệm vụ quan trọng cấp bách trong tháng 5 năm 2019. Dự lễ chào cờ trong tháng 5 có ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng cán bộ công chức, viên chức, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn. Theo báo cáo của Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Phan Văn Cương, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, sản xuất công nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt 287,711 tỷ đồng, tăng 9,8%. Thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 4 đạt 658,212 tỷ đồng, tăng 15%. Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 35,24 triệu USD. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Tình hình chăn nuôi đang phục hồi về quy mô tổng đàn so với cùng kỳ. Thu ngân sách có nhiều chuyển biến. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 276,205 tỷ đồng, bằng 23% dự toán. Khối lượng thực hiện xây dựng cơ bản ước đạt 62,404 tỷ đồng, bằng 31,96% và giải ngân ước đạt 37,84 tỷ đồng, bằng 19,38% kế hoạch. Công tác giảm nghèo và chính sách đối với người có công tiếp tục được thành phố quan tâm và triển khai thực hiện thường xuyên đúng quy định. Thành phố đã tổ chức ngày hội đọc sách cho ngày mai 2019, thu hút 39 trường học với hơn 500 người tham gia. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2019. Công tác thanh tra phòng chống tham nhũng và công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được thành phố quan tâm, chỉ đạo kịp thời, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì và cơ bản ổn định. Trong tháng 5 năm 2019, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau. Tập trung thực hiện có hiệu quả dự án thu ngân sách nhà nước, chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt lễ phát động Tết trồng cây 2019, chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, thanh quyết toán các dự án đã được bố trí vốn, tiếp tục chấn chỉnh và kiên quyết thực hiện quyết liệt có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, trật tự đô thị, thực hiện tốt công tác xử lý thu gom rác thải, tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ 2, thực hiện xét tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng và các trường hợp còn tồn đọng liên quan đến giải phóng mặt bằng của một số công trình, dự án Hồ Nam Phương 2, đường Nguyễn Công Trứ, quốc lộ 20, Đại học Tôn Đức Thắng, tiểu học Lộc Sơn 1. Cũng trong sáng ngày 6 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc đã tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự đại hội, các đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cùng 150 đại biểu về tham dự. Nhiệm kỳ năm 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Bảo Lộc luôn đề cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 5 đề ra, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, cùng hệ thống chính trị phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên toàn dân tham gia xây dựng gia đình, cộng đồng, quê hương ngày càng phát triển ổn định. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc chú trọng đến công tác bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận. Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng những nội dung, hình thức cụ thể, thiết thực, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc chú trọng hướng về cơ sở, vận động nhân dân, nhất
là bà con đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, nâng cao ý thức phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, hỗ trợ động viên bà con giúp nhau phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, bám sát địa bàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời đề nghị cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách dân tộc, dân chủ, vận động bà con tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, gắn với phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Bên cạnh đó là công tác vận động bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, theo tôn chỉ, mục đích, kính Chúa, yêu nước, chấp hành tốt quy định của pháp luật. Trong 5 năm qua, với những cách làm hay, sáng tạo, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật đáng tự hào. Cụ thể, người dân địa phương đã đóng góp gần 41 tỷ đồng, hàng chục ngàn ngày công lao động và hiến hơn 69.000 m2 đất xây dựng các công trình nông thôn, đô thị như đường giao thông, nhà văn hóa. Hàng năm, Quỹ vì người nghèo của thành phố luôn duy trì con số ấn tượng từ 1,2 đến 2 tỷ đồng. Qua đó, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống. Không những vậy, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các đoàn thể mạnh thường quân trao tặng hàng ngàn phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, bà con đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền hơn 8,3 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 223 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc thành phố còn trích kinh phí hỗ trợ người nghèo các huyện Bảo Lâm, Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên vui xuân đón Tết. Cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc thành phố còn phối hợp với các cơ quan, đoàn thể và các địa phương chú trọng xây dựng các mô hình tự quản như an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, có những đóng góp thiết thực giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo thống kê đến nay, toàn thành phố Bảo Lộc đã có hơn 40 mô hình an ninh trật tự và an toàn giao thông được thành lập ở hầu hết các xã, phường, thu hút hàng ngàn hộ dân tham gia. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo thường trực Thành ủy Bảo Lộc đánh giá cao những đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc thành phố Bảo Lộc trong việc tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 5 năm qua, trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn chung của đất nước và địa phương, nhưng với quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân thành phố Bảo Lộc tiếp tục có những bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc và các tổ chức thành viên trong cuộc vận động, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung tay, góp sức xây dựng thành phố Bảo Lộc ổn định và phát triển. Nổi bật đó là hàng năm tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội do nghị quyết của cấp ủy và chính quyền đã đề ra. 2. Mặt trận Tổ quốc đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức tôn giáo triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, xây dựng được nhiều mô hình tự quản, hoạt động có hiệu quả, thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng, đóng góp 41 tỷ đồng và trên 5.000 ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng. Thiết chế văn hóa, 500 hộ gia đình tự nguyện đóng góp trên 7.070.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông, để xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần quan trọng cùng các cấp, các ngành tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững trên địa bàn của thành phố. 3. Mặt trận Tổ quốc đã huy động được trên 8 tỷ, kịp thời chăm lo giúp đỡ người nghèo và chia sẻ với các đơn vị bạn, giúp đỡ các đối tượng khó khăn trong xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ nhân đạo, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào phòng chống tội phạm, ma túy, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả. 4. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị,
thành phố chất lượng ngày càng được nâng lên, vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng tiếp tục được phát huy, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần tạo được sự đồng thuận của xã hội, củng cố niềm tin, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với cấp ủy, đảng và chính quyền. 5. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố tiếp tục được củng cố kiện toàn. Nội dung phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân như mở rộng các hình thức tập hợp, hiệp thương, dân chủ đối với các tổ chức thành viên trong công tác phối hợp thống nhất hành động, tăng cường hướng về địa bàn khu dân cư trong công tác phối hợp, phát huy được vai trò của ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể, người tiêu biểu trong cộng đồng làm lực lượng nòng cốt trong công cuộc vận động phong trào thi đua và các cuộc vận động khác. Tôi xin thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả của cán bộ, nhân dân thành phố đã đạt được trong thời gian vừa qua. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của mặt trận trong thời đời sống chính trị của xã hội, làm cho tổ chức mặt trận thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, trong thời gian tới, tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây. Cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, góp phần củng cố hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả, thực hiện các giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt và vận động nhân dân thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên cơ sở thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận 43 ngày 7 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, xây dựng lực lượng nòng cốt trong các tổ dân vận cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình các phong trào, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch cụ thể để tham gia vào các quá trình nâng cao các tiêu chí xây dựng phường phát triển toàn diện, xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó xác định rõ chương trình, đề án, những công việc cụ thể mà tổ chức mình phải tham gia, nhất là các chương trình về phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố và tổ chức cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nhân dân, dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh thông qua việc triển khai thực hiện tốt quyết định 27 của Bộ Chính trị khóa 11 về quy định chế quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Quyết định 28 quy định Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền. Nâng cao chất lượng các chương trình phối hợp hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với các cấp chính quyền, các ngành, các lĩnh vực, tích cực đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, mất dân chủ, thiếu trách nhiệm và các biểu hiện tiêu cực khác của đội ngũ cán bộ công chức. Thưa đại hội, qua hiệp thương về cơ cấu thành phần, đại hội dự kiến cử ra 64 vị tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời tổ chức họp phiên thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để hiệp thương cử ban thường trực gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên thường trực. Thay mặt Đảng bộ và chính quyền thành phố, tôi mong rằng các vị sẽ được đại hội tín nhiệm cử vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và giữ các chức vụ lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc khóa 6. Nhiệm kỳ 2019-2024 luôn phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt các chương trình công tác mà nghị quyết của đại hội đề ra.
Tôi cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Tôi tin tưởng rằng với thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố lần này là sẽ là niềm động viên cổ vũ tất cả các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung sức đồng lòng cùng với toàn dân tộc ta phấn đấu thực hiện hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Với tinh thần mới, quyết tâm mới, khí thế mới, chúng ta tin tưởng rằng trong những năm tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với đảng, với chính quyền và tạo sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xứng đáng với lời dạy bất hủ của Bác Hồ kính yêu, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố quyết tâm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, huy động sức dân, chung sức xây dựng thành phố phát triển toàn diện và bền vững. Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ chủ động đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động và tập hợp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chú trọng hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, làm tốt vai trò định hướng để nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, cùng xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tập trung giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội để xây dựng Bảo Lộc ngày càng giàu mạnh. Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc khóa 6 gồm 63 thành viên, hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng lần thứ 7 gồm 20 thành viên, ra mắt Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc khóa 6, tặng quà các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa 5 không tái cử và khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019. Sáng ngày 6 tháng 5, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố kết hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 năm 2019. Diễn ra trong 8 ngày từ 23 tháng 4 đến 6 tháng 5 với các chủ đề, nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng ta, chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, không ngừng phấn đấu rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại khóa học, 62 đảng viên mới đến từ 25 tổ chức cơ sở đảng đã nghiêm túc tiếp thu những kiến thức cũng như viết bài thu hoạch. 100% học viên đều đạt yêu cầu và nhận được chứng chỉ của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị. Khóa học không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các đồng chí học viên trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình các học viên thực hiện công tác tại cơ sở. Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng với Công an và các cơ quan đoàn thể các địa phương đã đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tính đến thời điểm hiện nay, Mặt trận Tổ quốc thành phố kết hợp cùng lực lượng Công an đã xây dựng được gần 50 mô hình tự quản về an ninh trật tự đang hoạt động hiệu quả như Giáo xứ Bình Yên, Giáo họ Ba Không trong vùng đồng bào có đạo, tiếng kẽn an ninh, cổng rào an ninh, camera an ninh giám sát, mô hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và xây dựng gia đình hạnh phúc. Các mô hình đã thu hút hàng ngàn hộ dân tham gia. Các mô hình được xây dựng đã cho thấy hiệu quả thực tế, tình hình an ninh trật tự của khu dân cư được đảm bảo, giữ vững. Những hoạt động của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đã khơi dậy, phát huy tính tích cực của người dân trong việc phối hợp với các lực lượng liên quan, đã góp phần ổn định tình hình chính trị, kiềm chế gia tăng tội phạm về trật tự xã hội, giữ bình yên cho cuộc sống của cộng đồng. Những năm qua, cứ vào mùa hè thì tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn thành phố Bảo Lộc nói riêng có dấu hiệu chiều hướng tăng cao. Trước thực tế đó, thành phố Bảo Lộc đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em.
Những năm qua, cứ vào mùa hè, tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước trên cả nước nói chung và trên địa bàn Bảo Lộc nói riêng có chiều hướng tăng cao. Trước thực tế đó, thành phố Bảo Lộc đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm hạn chế thấp nhất vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em. Theo đó, thành phố chỉ đạo các xã phường và các lực lượng liên quan cần đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng chống đuối nước cho trẻ em, tuyên truyền vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em. Ủy ban dân cấp xã phường tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em. Đồng thời, tại các địa điểm như Hồ Nam Phương, Hồ Bảo Lộc và các khu vực ao hồ khác trên địa bàn, sông suối và những địa điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước phải có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm để các em học sinh được biết. Đặc biệt là vào mùa hè, các em học sinh được nghỉ học và nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em là do tai nạn thương tích, chủ yếu là đuối nước. Vì vậy, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em cần nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, cũng như gia đình cũng cần quan tâm nhắc nhở các em tự bảo vệ mình. Hưởng ứng hoạt động tháng công nhân năm 2019, sáng ngày 5 tháng 5, tại khuôn viên nhà đa năng Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố, nơi diễn ra hoạt động Ngày hội tháng công nhân và Ngày hội công nhân viên chức người lao động 2019, siêu thị Co-op Bảo Lộc đã tổ chức gian hàng lưu động phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của lực lượng công nhân viên chức. Tại khuôn viên này, siêu thị Co-op Bảo Lộc đã trưng bày trên 500 loại mặt hàng thuộc các ngành hàng hóa mỹ phẩm, thời trang, may mặc, đồ dùng gia đình, hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm nấu chín và đặc biệt là các mặt hàng nhãn riêng Co-op với mức giá hỗ trợ bình quân từ 10 đến 50%. Gian hàng đã thu hút khoảng 1.000 lượt khách. Mỗi khách mua hàng đều được tính theo giá hỗ trợ với mức chiết khấu của Co-op Bảo Lộc. Được biết, đây là hoạt động của siêu thị Co-op nhằm tạo điều kiện đưa hàng chất lượng với giá cả phải chăng đến tất cả người tiêu dùng trên địa bàn. Cũng tại khuôn viên diễn ra Ngày hội công nhân viên chức lao động 2019, công ty nấm mỡ Yoshimoto Việt Nam cũng đã mở gian hàng cho khách thử mẫu sản phẩm nấm mỡ siêu sạch và tặng nấm cho khách hàng ghé tham quan mua sắm tại gian hàng. Đây là loại nấm giàu chất dinh dưỡng được công ty Yoshimoto Mushroom, một trong những công ty chuyên trồng nấm số 1 tại Nhật Bản, đầu tư sản xuất tại khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, được cấp chứng nhận Việt Gáp. Các sản phẩm của công ty hiện đang cung ứng cho các siêu thị lớn với mức giá tại nhà máy là 250.000 đồng 1 kg nấm mỡ trắng và 350.000 đồng 1 kg nấm mỡ nâu. Tuy nhiên, tại ngày hội, công ty hỗ trợ mức giá giảm sâu đến 50%. Khách hàng mua mỗi hộp nấm trắng 200g với giá 40.000 đồng hoặc một hộp nấm nâu giá 70.000 đồng đều được tặng thêm một hộp cùng loại. Đây là mức giá ưu đãi nhất từ trước tới nay của công ty trên địa bàn, nhằm giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng địa phương mặt hàng thực phẩm mới, sạch và giàu chất bổ dưỡng. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức phát động tháng công nhân và Ngày hội công nhân viên chức lao động 2019. Đến dự có đồng chí Dương Kim Viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ngày hội đã thực sự trở thành nơi giao lưu, sân chơi hữu ích đối với các đoàn viên công đoàn trên địa bàn. Ngày hội cũng đã thu hút hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố Bảo Lộc về tham dự. Tại lễ phát động tháng công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc đã kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đổi mới nội dung hình thức nhằm nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lao động, sản xuất với chủ đề công trình phần việc công đoàn chào mừng 90 năm Ngày Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng đất nước, gắn với các phong trào thi đua như năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, giỏi việc nước, đảm việc nhà và dân vận khéo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Lễ phát động tháng công nhân và Ngày hội công nhân viên chức lao động là một hoạt động tiêu điểm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam để tuyên truyền vận động công nhân lao động thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực học tập lao động sáng tạo để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chuyên môn góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cũng trong tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền đến các công đoàn cơ sở việc thực hiện tốt các chính sách pháp luật nhằm chăm lo bảo vệ các quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người lao động, cũng như các tổ chức công đoàn cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động.
đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra năm 2019. Ngay sau lễ phát động tháng công nhân đã diễn ra các hoạt động của Ngày hội công nhân viên chức lao động với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, vui tươi và ý nghĩa như thi trình diễn thời trang của các công đoàn cơ sở với những trang phục áo dài truyền thống, trang phục công sở. Các công đoàn cơ sở đã mang đến ngày hội những phần thi trình diễn sôi nổi đẹp mắt và đầy sáng tạo trong cách trình diễn. Sau phần thi trình diễn thời trang là phần thi nhảy bao bố và thi kéo co. Đến với ngày hội, các đoàn viên người lao động tại các công đoàn cơ sở còn được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hay trong cuộc sống, trong công tác. Ngày hội là sân chơi hữu ích, có ý nghĩa với đoàn viên người lao động sau những giờ lao động miệt mài. Tham gia với ngày hội công nhân viên chức người lao động thì bản thân chúng tôi rất là vui. Đầu tiên là xin gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc đã tổ chức ngày này để chúng tôi được giao lưu, học hỏi. Chúng tôi được biểu diễn những cái trang phục công sở, đặc biệt chúng tôi là những người giáo viên. Và sau những ngày làm việc vất vả thì chúng tôi tập luyện, chúng tôi được có thời gian coi như là mình cũng trao đổi thêm với đồng nghiệp, rồi cũng tìm hiểu thêm về cái đặc sản quê hương của mình, Bảo Lộc của mình. Cái trang phục chúng tôi đang mặc đây đó là những tà áo dài về trà, cà phê, dâu tằm. Và qua đây, qua cái buổi lễ này thì chúng tôi cũng muốn quảng bá đến mọi người biết về đất Bảo Lộc chúng ta. Liên đoàn lao động đã tạo cho chúng tôi có một nguồn cảm hứng sau những cái giờ phút làm việc cực nhọc. Và đặc biệt trong tháng công nhân này, chúng tôi thấy là Liên đoàn lao động đã có rất là nhiều những phần quà cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động nghèo, khó khăn. Và tôi mong muốn rằng trong tương lai thì Liên đoàn lao động luôn thể hiện cái sức mạnh của mình để tạo ra nhiều sân chơi, nhiều cái hoạt động để cho công đoàn cơ sở, các đơn vị có dịp để giao lưu và học hỏi. Tôi sẽ vận động anh em tham gia 100% các cái hoạt động và cố gắng hưởng ứng tốt đẹp nhất. Trong ngày hội, còn có sự đồng hành của siêu thị Co-op Bảo Lộc, công ty Mobifone Lâm Đồng, công ty Nấm Sạch, Yoshimoto và công ty trách nhiệm hữu hạn Honda Tâm Anh với nhiều chương trình như khuyến mãi, giảm giá, miễn phí thay nhớt, cũng như các hoạt động giới thiệu sản phẩm của các đơn vị với chương trình mua một tặng một phục vụ người lao động. Cũng tại lễ phát động và ngày hội công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 12 máy ấm công đoàn cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tặng quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Ủy ban dân thành phố Bảo Lộc cũng đã tặng giấy khen cho 11 cá nhân, Liên đoàn Lao động thành phố tặng giấy khen cho 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2018. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.